Xin chào anh chị nha. Hiện tại em đang đứng ở đường D4 tại khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7 nhá. Hôm nay chủ nhà có gửi cho thuê một căn nhà nên em sẽ đi quay, em gửi đến anh chị quay qua. Căn nhà có địa chỉ là 17 đường D4, khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7 ạ. Căn nhà có diện tích là bề ngang 5m và sâu là 20m nha anh chị. Nhà nó xây là một tầng hầm, một tầng trệt và 4 tầng lầu nhá. Nhà có thang máy thiết kế cuối nhà. Lát em sẽ đưa anh chị vào trong nhà tham quan ạ. Đây là đường D4. Cuối đường mình là đường Nguyễn Huệ nhá anh chị. Có thể dễ dàng kết nối qua các quận như là quận 1, quận 4, quận 5 và nhà bè nhá. Căn nhà mình chỉ cắt lối tới mắt quận 7 có 300m thôi ạ. Đây em sẽ dẫn anh chị vô trong nhà nha. Nhà thì thiết kế văn phòng nên là cầu thang và thang máy ở cuối nhà nha anh chị. Đây tầng hầm ạ. Em sẽ đi cuối tầng hầm, em check căn anh chị tham quan. Đây là tầng hầm nha chị. Tầng hầm này có thể đẹp bao luôn nha. Rồi, giờ em sẽ dẫn anh chị đến tầng trệt của tòa nhà. Cái này thì anh có thể thuê làm spa hoặc là văn phòng được rồi. Rất rất đẹp coi nha. Nhà chống sàn. Đây là lối lên sảnh nha anh chị. Trước thì căn này có thuê cho thuê spa thuê, nhưng bây giờ spa thì do nhu cầu khách hàng nên là sẽ mở rộng ra căn lớn hơn, nên căn này thì spa sẽ trả lại ạ. Đây chị, đây là góc máy từ lần trước nhà mình nhìn vào nha. Máy lại âm trần. Em sẽ đứng cuối nhà em check cho anh chị. Đây là trước. Đây là view của tầng trệt trước nhà mình ạ. Rất đẹp nha anh chị. Còn đây là thang máy Mitsubishi. Để em bật điện cho anh chị tham quan. Đây thang máy nha chị. Em sẽ quay mẫu 2 tầng bởi vì tầng nào giống nhau ạ. Đây là nhà vệ sinh ạ. Thì là mỗi tầng sẽ có một nhà vệ sinh cuối nhà, cầu thang và thang máy cuối nhà nha. Rồi, em sẽ di chuyển lên lầu 1. Lối lên lầu 1 thì có nhà vệ sinh luôn nha anh chị. Tiếp theo là thang máy, sau đó sẽ một tầng chống sàn như tầng dưới được. 5 tầng là tầng nào giống nhau nha anh chị. Anh chị mà có muốn đi coi căn này thì có thể liên hệ với em theo số điện thoại là 0909 114 986 nha. Em dẫn anh chị coi ạ. Bởi vì căn này chủ nhà giao không thiệt quá luôn. Giá được trả cho thuê tại tháng 12 năm 2022 là 55 triệu đồng nha anh chị. Căn này so với thị trường là rẻ 15 triệu đấy ạ. Chủ nhà muốn cho thuê sớm trước Tết. Đây nha, đây là tầng lầu 1.
Tất cả mọi tầng bên trên đều giống nhau nha, mỗi tầng hai máy lạnh và chống sạc. Em sẽ di chuyển cuối tầng nhà và em sẽ xin phép được đóng video tại đây ạ. Anh chị mà muốn đi qua nhà thì vừa nãy em có nói đấy, có thể liên hệ với em theo số điện thoại là 0909 114 986 nha. Em cảm ơn anh chị ạ. Hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo.